Địch Lệ Nhiệt Ba lộ mối quan hệ đặc biệt với Trần Phi Vũ, nhìn loạt chứng cứ khiến fan khóc thét. Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ là những cái tên hot nhất dạo gần đây của Cbiz khi dính lùm xùm cùng một thời điểm. Trong khi mỹ nhân Tân Cương bị đồn mang thai với bạn trai Hoàng Cảnh Du, thì con trai của đạo diễn Trần Khải Ca bị lộ ảnh trên giường cùng fan có chồng. Chính vì thế, mọi thông tin quá khứ của hai ngôi sao đều bị cư dân mạng soi triệt để. Mới đây, người hâm mộ phát hiện Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ đã từng chụp ảnh cùng nhau cho một trang bìa tạp chí. Có thể thấy cặp đôi có màn tương tác vô cùng thoải mái, cho thấy mối quan hệ của cả hai vô cùng tốt. Điều khiến fan sốc không nói lên lời chính là tạo hình tóc của Địch Lệ Nhiệt Ba, mái tóc dập xù dìm triệt để nhan sắc của nàng tiểu hoa, khiến nữ diễn viên mất đi 7 phần khí chất vốn có. Về phía Trần Phi Vũ, nam diễn viên cũng để kiểu tóc vuốt khá bảnh bao nhưng không được ưng mắt như các tạo hình trong phim. Có thể nói đây là tạo hình thảm họa nhất của hai ngôi sao. Sau khi vướng lùm xùm tình ái, phía Trần Phi Vũ chưa có bất kỳ động thái nào, nhiều người suy đoán có lẽ sự nghiệp của nam diễn viên đã sụp đổ hoàn toàn, một số khác lại tin rằng chỉ cần có bố chống lưng, thái tử Cbiz sẽ sớm quay trở lại đường đua giải trí. Về phía Địch Lệ Nhiệt Ba, vừa qua ngày 26 tháng 2, cô xuất hiện ở sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc. Đây là lần lộ diện hiếm hoi của nữ diễn viên sau khi vướng tin đồn hẹn hò và mang thai. Mỹ nhân Tân Cương có tâm trạng thoải mái, vui vẻ chào hỏi người hâm mộ và cánh phóng viên. Địch Lệ Nhiệt Ba đẩy xe hành lý, cô mặc trang phục năng động, gọn gàng để lộ thân hình cân đối. Theo một số nguồn tin, Địch Lệ Nhiệt Ba di chuyển để chuẩn bị tham gia một dự án mới. Sau khi hoàn thành bộ phim Công tố viên Tinh Anh, Địch Lệ Nhiệt Ba gần như rút khỏi làng giải trí, cô ít tham gia sự kiện thương mại, từ chối xuất hiện trên thảm đỏ các chương trình cuối năm. Người đẹp cũng không tham gia tuần lễ thời trang tại châu Âu diễn ra vào tháng 3. Vì ít xuất hiện trước công chúng và gần như ngừng làm việc, Địch Lệ Nhiệt Ba vướng nhiều tin đồn thất thiệt về đời tư. Cô liên tục bị đưa tin ở ẩn vì mang thai con đầu lòng hay sang nước ngoài sinh con. Đặc biệt, tin đồn về việc Địch Lệ Nhiệt Ba đang hẹn hò và có con với nam diễn viên Hoàng Cảnh Du khiến nhiều người tò mò. Ngày 10 tháng 2, nữ diễn viên thông báo khởi kiện 31 cá nhân và 23 công ty có những bài viết bôi nhọ danh dự, xâm phạm hình ảnh cô từ năm 2021. Trước đó, cô có một bài phỏng vấn và chia sẻ lý do ở ẩn hơn nửa năm qua. Mỹ nhân Tân Cương cho biết cô muốn dành thời gian nghỉ ngơi, muốn phục hồi năng lượng và làm mới mình. Nữ diễn viên muốn tìm kiếm những vai diễn mới mẻ trong thời gian tới. Bên cạnh đó, blogger Trương Tiểu Hàn chia sẻ cũng mới hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba vừa về nước và tiến hành quay quảng cáo vào Chủ nhật vừa rồi. Cư dân mạng đều bày tỏ rằng trạng thái hiện tại của Địch Lệ Nhiệt Ba khá tốt, eo rất thon. Hiện tại, mỹ nhân Tân Cương còn tác phẩm Công tố viên Tinh Anh, An Lạc Chuyện chờ lên sóng. Các dự án được kỳ vọng mang đến thành công cho Địch Lệ Nhiệt Ba sau khi được đôn lên hàng nữ chính. Ngôi sao 9X vẫn chưa có vai diễn ấn tượng. Cô không được giới phê bình đánh giá cao về diễn xuất dù Địch Lệ Nhiệt Ba có lượng fan đông đảo. Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992 là một trong các mỹ nữ Tân Cương của showbiz Trung Quốc. Tên tuổi cô gắn với các phim Nữ vệ sĩ xinh đẹp, Trường hành ca, Em là niềm kiêu hãnh của anh, Liệt hoàn như ca, Tam sinh tam thế Trầm thượng thư. Gần đây cô đóng phim Giữ quân sơ tương thức cùng Nhậm Gia Luân. Mỹ nhân 9X có sự nghiệp phát triển thuận lợi. Ngoài đóng phim, cô còn bận rộn với lịch ghi hình show giải trí, quay quảng cáo, chụp ảnh tạp chí, dự sự kiện thương mại và lễ trao giải. Với sự cố gắng bền bỉ, mỹ nhân Tân Cương trở thành nhân vật giải trí nổi tiếng được săn đón ở các sự kiện. Từ khi vào nghề, Địch Lệ Nhiệt Ba vướng tin đồn tình cảm với các bạn diễn như Cao Vĩ Quang, Trần Vĩ Đình, Dương Dương, Hoàng Cảnh Du. Tuy nhiên, cô chưa từng công khai bạn trai và thổ lộ dự định kết hôn sau tuổi 30.